วัสดีค่ะผมสิวานัทพัทยาจีราธิวัฒน์นะคะผมมาไทยแลนด์นะคะผมขอบคุณมาระวาวันนี้บอกมาจากที่นี้นะคะรายการนี้ผมชอบมากที่สุดนะคะผมชอบคุณบีจินทางคุณบีจุนยานและคุณบีโง่กินหุยนะคะขอบคุณมากนะคะai làm gì bà chửi quá chửi vậy em là người thi chính phải không giới thiệu đi em bỏ qua bạn đó luôn ha bỏ đi chả đâu có hiểu đâu dịch cái gì thôi em dịch cho nghe à biết nói tiếng Việt hả ôi em là người Việt Nam thì nói tiếng Thái chị em tạo nét nét này hơi mờ dạ mờ nó chưa giới thiệu lại đi trai dạ em tên là Nguyễn Anh Tuấn à ôi sao nguyên đoạn nó dịch ra có một câu người ta ra hả khổ ghê Tuấn đang làm gì nè? Dạ tụi em đang học, đang là sinh viên của trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tụi em học tổ chức sự kiện. Rồi bé gái tên gì? Đạo diễn dễ sợ. Em gái tên gì? Trời em được nói. Nói với em, ai biểu em gì thi với mấy người bạn mà nói dữ quá làm chi? Dạ em tên là Tuyết Ngân, đến từ trường Đại học Văn hóa luôn, học chung lớp luôn. À. Quê ở Tiền Giang. À. Ai là chủ mưu? Nó rủ em đi em thi. Em kêu nó đi thi mà tự nhiên nó đậu cái em. Nó kêu em đi luôn. À, đi thà rớt hả? Cà tin chung. Cà tin, đi khà đã rớt đó. Mê Thái Lan lắm hả? Mê Thái Lan lắm hả? Dạ mê lắm mà nói chỗ em ghiền Thái Lan dữ lắm. Biết mà dùng đất của em mà. Em mới bển bay về. Nó có nhiều dùng nha. Pattaya hay là Bangkok. Chiang Rai, Chiang Mai đâu hả? Chiang Rai. Hà. Chiang Rai là Chiang Lâm. Chiang Rai nè hả? À Chiang Rai là vèo phải á. Mà mê gì bên Thái mà học tiếng Thái giỏi nói được nhiều vậy? Vậy hả? Trời ơi, có người đầu tiên khen em nói tiếng Thái giỏi luôn trời. Trời ơi, ghê luôn á. Gì vậy mình ơi? Trời ơi, trời cái gì vậy? Ủa mà em học tiếng Thái thiệt hay không? Dạ có, em tự học trên mạng, trên internet. Với lại em coi phim Thái Lan, em không biệt wow. sub. Không biệt sub luôn? Dạ. Học bao nhiêu lâu mà được vậy? Dạ em coi từ năm 2013. 5 năm rồi. Em tự học, em tự tìm tòi. Nói chung là em nói được và còn viết được thì cũng sơ sơ thôi. Ví dụ mà nói quẹo phải tiếng Thái đó thì sao? Em biết ngay thế nào em cũng nói câu đó. Tại vì nãy em định nói câu tiếng Thái rồi. Tại trước đó có một anh... anh tiếng Nhật đúng không? Tiếng Nhật. Dạ đó. Nên em sợ em biết cái nào cũng không Thái nhưng mà em vẫn muốn bung xả tiếng Thái của mình ra. Xả chứ, phải xả. Dạ. Đúng, sân khấu là của mình. Dạ vâng. Cái đẹp chứ của quyền. Nhà mình mấy người nói được tiếng Thái? Có mình em mà. Em nói được tiếng Thái mà mọi người cứ chửi em điên cùng. Sao mày không học tiếng Nhật, tiếng Hoa, tiếng Hàn gì đi. Mày học tiếng Thái. Thái là chỗ của mình mà đúng không? Quê đúng mình. Rồi, mà không ai hiểu em. Thôi vậy quỷ. Quỷ lên. Đó. Ừ, có triệu chứng rồi đó. Mẹ kia nó cảm thấy không quan tâm. Có chuyện gì không anh? Không, em okay. Làm điện thoải mái đi. Ok. Ok. Bye. Yeah. Bye bác Hà. Yeah. Bây giờ quẹo phải nói sao chỉ tôi coi, tôi muốn biết cái chữ học đó. Học thôi, học thôi. Chừng nào nói được 100 triệu đi em gọi phải cho. Biết nhưng mà tôi muốn học. Học một chữ thôi mà. Vậy em chỉ cho. Không chỉ thôi rớt. Thôi chỉ nè, thôi chỉ nè. Sao? Phải phải là thắng khỏa. Cái gì? Thắng khỏa. Thắng khỏa. Tha. Thắng là quẹo hả? Em nghe đồn nói tiếng Thái dữ lắm mà. Sao giờ kỳ vậy kỳ vậy? Ai mình biết cái người ta đang chỉ mình nói kha kha cái gì. Bây giờ là thắng khỏa. Kha. À. Diễn đi chú. Ừ. Nhỏ nữa. Nó bực luôn cái thằng kế bên. Chịu đựng hết rồi. Diễn đi chú. Diễn. Rồi sẵn sàng nha. Thời gian 60 giây bắt đầu. Trứng cút, trứng gà, trứng vịt. Vịt lộn, húc cút lộn. Học vịt lộn, gà lộn rồi. Ai mua? Cũng chấp nó thiệt á. Con ơi con bán gì vậy? Dạ chú con bán trứng. Trứng gì con cũng bán. Trời ơi con bán trứng hả? Con bán cái gì? Con bán trứng hả? Trứng gì con cũng bán. Trứng gì con cũng bán. Bán chú chứng minh nhân dân đi con. Đó là phường nha chú. À ra phường hả hả? Sổ đỏ chứng minh nhân dân hôn thú rồi ra phường nha chú. À mấy chú trên biết. Phường làm chú việc với biết. Chú nha chú nha. Chú biết lỗi. Con kể bán trứng nha. Dạ chú xin lỗi. Để kể cho nghe chú làm mini gen hiểu không. Chú làm có một event lớn lắm con ơi.
event gì là kỷ niệm 1000 năm thành lập và phát triển trứng hộp vịt lộn. Bà lấy cho chú 4000 trứng ngay là liền và lập tức. Trời, 4000 trứng con cảm giác riêng không hả? Ừ, khoan 4000 trứng. Trời ơi, sao con đẻ kịp? Cái gì đẻ? Ủa, có sao vịt con đẻ kịp? Từ. Hết thời gian. Thăng quả.